cá ăn lòn rồi. Egypt. Alo, vâng, chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu tiếp theo thôi. Có vẻ như là gió đã đổi chiều khá mạnh. Vâng, Catania đến từ thủ nó 1 và BB là người cầm Egypt. Như vậy bên kia không biết có gì, nhưng như là có một cái gì tuyển gì đó, tôi vừa nhìn nhầm thôi. Vâng, có một chói son và còn lại là cái gì nữa thì tôi cũng chưa biết. Vâng, 3 set đấu đầu tiên là khá nhanh và chóng vánh. Tỷ số được ấn định cả 3 set. Vâng, phần thắng chỉ nghiêng về một đội thôi. Nhưng có vẻ từ set đấu này trở đi mọi thứ đang trở nên khác hơn. Vâng, bên kia có một pơ, một chói son thì phải, dường như là như vậy. Màn hình máy của game thủ No 1 người cầm Katha. Trận đấu này nếu Katha chơi tốt thì hoàn toàn có thể vâng chiếm lấy được lợi thế khi Katha vừa có y châu máu và vừa có những con lạc đà, thậm chí cũng thủ P lại như bình thường thôi, chả khác gì so với những loại quân khác, bởi vì đơn giản là phía bên kia chỉ là chói son và pơ thôi, rất khó chống lại phù. Bài này đánh theo kiểu ôm bom, No 1 đánh theo kiểu ôm bom, được thì là tốt, còn nếu không thì là giảm áp lực đến từ pơ, có lẽ như vậy thôi. Còn Egypt thì và muốn đánh gì thì đánh, nhưng đây là một bài Katha được xem như là tươi, một bài có hươu, có voi và có quả phụ, và thấy là từ khá sớm. Bây giờ thì đẩy đàn hươu này về, đây là một đàn hươu khá to, sẽ thuận lợi cho việc ép đời nếu đàn hươu này về sớm và an toàn. Như vậy là đồ đã đủ rồi, đáng 25 nông dân bài này cũng đủ chứ đừng nói gì đến 23. Và Katha này có lẽ là không, bài này cũng không dạy gì đánh đến 25 nông dân. Thôi đá hươu cái đã rồi tính sau, biết mà. Bắt đầu lòng hoàng, thôi cho đi dò đi. Vâng, một tay lùa hươu, một tay câu voi. Rất dẻo, 4 voi đến từ game thủ No 1 trong tuần này. Bài này bài pơ thì có lẽ là game thủ No 1 sẽ là cực kỳ phũ, nhưng đây chỉ là Katha thôi. Voi thì quay đầu. Đang lại giật con gần trước. Quay đầu người ta lại giật con gần. Ba tầng dốc và xuống dưới là một tầng nữa. Và con voi đổ đèo lên giữa đường. Màn hình máy game thủ BB 17 và cũng có một đàn hươu có thế khung nhà, và có lẽ là đến như vậy thôi. Chúng ta hãy cùng tiếp tục đến màn hình máy game thủ No 1. Thằng lại 19 trên 24, tách một nông dân ra đá nốt con hươu còn lại kia về, và vẫn còn một bầy voi, đó là chưa kể đến bãi quả khuyến mại. Thằng là 21 đá hiệu là không tốt lắm trong tình huống vừa rồi, nhưng về đến đây là ổn rồi. 2-3 nông dân mà không biết bài này thì nhả dân ra mà không kích luôn được. Bãi quả đầu là hơi xấu và hiệu về cũng không được sớm sủa cho lắm. Những cây gỗ đầu thì có vẻ như là cũng hơi xa. Bây giờ thì giật con voi thứ hai trong cặp vợ chồng nhà voi này về. 23 trên 24. Phía trên thì vẫn đang còn một đôi voi nữa vẫy gọi cho tụi nó một. Đang để ý một chút. Vâng, kích đi thôi. Vâng, như vậy là kích rồi. Tôi tưởng là kích xịt pha vừa rồi, nhưng mà pha kích khá chuẩn. Giờ thì nằm xuống. Câu đôi thì này thì khéo. Đây cũng xem một đôi có vẻ hay không. Thôi cắm làm gì nữa. Vâng, đây là vãi bằng xấu, vì vậy muốn tìm vãi bằng đẹp. Đúng là như vậy. Vâng, chịu ăn một hit. Không đi vào tơn vừa rồi và ăn một hit. Rồi nằm xuống đi. Vẫn chưa thấy bãi vàng đẹp đâu. Phải ăn bãi vàng xấu này không phải là một cái gì đó có thể gọi là tai họa, nhưng có vẻ như là không hợp lý cho lắm. Khi mà đồ ăn đẹp như thế này, việc lên đời cũng là không quá khó khăn. Về một bãi vàng đẹp nó sẽ trở thành hoàn hảo ở trong bài này. Rồi xuống đi. Bằng con voi đổ đèo khúc là rất đau, các bạn có thể theo dõi trên màn hình. L và M ở đâu chúng ta cùng xem. Rồi cạnh BB như thế cũng được, cắt thêm một đồng dân là đóng M đi. Vâng, gỗ lên sẽ đủ rồi. Rồi đóng sát vào phía trong đi.
Như vậy đóng xa hơn trước à, vâng xa hơn bãi vàng một khoảng cách một bé, hơi khó bò bé. Xong một con giò sau đó thì tính tiếp. Màn hình máy của game thủ phi thường xem tình hình thế nào. À nhưng xin lỗi bạn, màn hình máy game thủ BB xem tình hình thế nào. Vâng đang còn lom khom một đời một. Hơi muộn màng. Bài vâng hơn 11 khá nhiều thì mới có thể kích được bài này. Đấy, tiếp tục đến màn hình máy thủ số 1, mèo vườn chuột với lại Persian đến từ thủ phi thường. Thôi cho nó vào phía trong và sau đó thì muốn làm gì thì làm. Không lại đi, gỗ đang còn khá khá rồi. Gỗ đang dồn lên khá khá rồi. Còn cái giò là đầy đủ công giáp và đang làm cho game thủ số 1 cảm thấy cực kỳ khó khăn và nhức nhối. Lạc đà đâu đó sẽ sang đây thôi. Tôi ngửi thấy mùi lạc đà rồi, cẩn thận. Và hai chiếc ruộng. Cẩn thận. Rất cẩn thận. Phang. Nhảy ba và sau đó thì xong lạc đà, nhưng thực đang là hơi đuối. Như vậy là BB đã xuất hiện. Và BB đã xuất hiện và đã bị lộ bãi quả. Không thể ăn được con ngựa giò này, con ngựa giò còn khá nhiều máu không thể ăn nổi. Bây giờ thì liệu có không biết là có đóng vâng đóng P được để thủ hộ cho vâng, như vậy là mất con giò rồi. Không biết là có đóng P để thủ hộ được tên này không. Gỗ đang là hơi đuối. Những cái ruộng là rất nguy hiểm, các bạn có thể thấy là cực kỳ nguy hiểm ở những cái ruộng. Vâng, chỉ cần đi vào thôi, chắc chắn là oẳng. À ừ, vâng may quá, tôi vừa rồi là tôi rất may. Và con cung tê đâu đó bỏ đến và xin chết. Và xin thì cho thôi. Đấy, tiếp tục đến màn hình máy của game thủ. Đây rồi. Vâng, à phía trong. Rất đông và hung hãn, những con lạc đà Persian rất đông và hung hãn. Không phải em mà vâng ra sửa. Liệu có phải là quyết định hợp lý, chúng ta cùng xem. Bánh xe rồi. Nhưng thực đang là hơi ít. Màn hình máy game thủ số 1 timeline 27. Có hai con lạc đà chảy lên góc 9 giờ. Đây rồi, màu 6 kìa. Màu 6 kìa. Vâng như vậy là BB đã bị lọt nhà. Hơi đáng tiếc. Hết gỗ. Nhỏ. Nhỏ nhem em từ gỗ vừa rồi. Hơi nhỏ nhem. Timeline vẫn giữ được 30 nhưng sẽ tụt sau tuần này. Sẽ tụt. Và tụt là khá mạnh. Chốt e vào nhưng không biết là có bắt được hay không. Và không biết là ai bắt ai. Vâng, rất nguy hiểm tình huống này. Rất khó sửa. Hết gỗ luôn. Ôm và chạy. Thế thôi. Ôm hết nông dân chạy đi. Không buồn chạy ư. Tham lai đè quá mạnh rồi, đi sai. Rất khó khăn. BB có một pha lọt nhà hơi đáng tiếc. Vâng, hơi đáng tiếc đến từ game thủ BB. Vâng, chói sòn bài rất khỏe. Đánh thẳng cũng a một áo. Nhưng quan trọng phải kể đến phi thường. Phi thường lên đời rất sớm. Các bạn có thể thấy trên màn hình là phi thường lên đời rất sớm. Chọc được nhà game thủ số 1 và sau đó thì vâng chơi chết được nhà game thủ BB. BB đã hơi đuối trước game thủ phi thường trận đấu này và 2-0 ở trong set đấu thứ tư. Rất nhanh ở trong set đấu thứ tư. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu chung kết đầu tiên của số 1 và game thủ BB thôi.